Xin chào các bạn yêu mến Hoa Lan. Hôm nay mình Mai Quy xin giới thiệu một cây ngọc điểm đẹp, giống của Việt Nam, phải nói là thuần túy của Việt Nam luôn. Đây là cây ngọc điểm hòn heo, một cây ngọc điểm mà có vừa bộ lá đẹp mà lại có vỏ bọc đẹp. Cây ngọc điểm hòn heo này là một cây gọi là thuần túy của Việt Nam. Song song với nó là những cây ngọc điểm ở miền Phan Thiết, Ninh Thuận là mộ lá thưa dài, tức là những cái đốt này nó rất là thưa các bạn, đốt này nó thưa vậy luôn nè, nó giống như cây mua ra vậy đó, nhưng mà vỏ bông nó rất là dài các bạn, nhưng mà cây thì bộ lá không được đẹp lắm, nhưng mà vỏ bông thì khỏi chơi. Rồi một cây ngọc điểm đẹp của chúng ta nữa là cây ngọc điểm Trường Sơn, thì bây giờ nó cũng tuyệt tích rồi, không thấy nữa. Rồi một số cây ngọc điểm miệt Campuchia mà nó miệt An Giang, những cây ngọc điểm miệt Gia Lai, nhưng mà tóm lại bây giờ nó không còn nguyên thủy, không còn rừng, nên thành ra là những cây ngọc điểm đó bây giờ là phải dùng từ là tuyệt tích, và bắt đầu người chơi lan phải sưu tầm từ những giò đã trồng thuần, chứ không còn ngọc điểm rừng nữa. Cây ngọc điểm hòn hèo nó đạt được nhiều yếu tố của cây ngọc điểm mà đẹp. Thứ nhất là bộ lá khít, chúng ta thấy là bộ lá khít rất là đẹp các bạn ha. Thứ hai nữa là bộ lá dài, tức là bộ lá dài. Mà chúng ta biết là bộ lá dài nó có một cái quan trọng là vỏ bông nó sẽ dài. Thường là vỏ bông nó sẽ dài hơn cái bộ lá một chút. Thì nếu chúng ta trồng đạt thì chúng ta tưởng tượng cái vỏ bông nó dài 30cm thì quá đẹp. Tại vì cái gang tay Mai Quy là 23 mà lá còn dài hơn cái gang tay, thì vỏ bông chúng ta có thể được 30cm. Nó rủ xuống tuyệt vời luôn. Một vỏ bông rủ xuống rất là đẹp. Mà lá này nó không quá dài, nó vừa nó cân đối với cái thân. Chúng ta thấy nè, đây Mai Quy quay từ xa các bạn thấy không, là cây ngọc điểm này nó cân đối với cái thân. Và cây ngọc điểm hòn hèo á, nó có một cái hay là cái bông của nó rất là sáng và đẹp các bạn. Mai Quy đã thấy cái bông này ngoài đời, bông trắng tím luôn, nhưng mà nó sáng và nó đẹp lắm, nó không có tối, nhìn nó rất là đặc sắc. Và mùi thơm của nó thì khỏi chơi, cây ngọc điểm thì mùi thơm của nó, nhất là ngọc điểm hòn hèo thì mùi thơm khỏi chơi, tuyệt vời. Và đối với sản phẩm hòn hèo thì bên công ty Mai Quy bán thêm một giò ghép thuần 2 năm, đây là năm thứ hai. Những cái giò to như vậy mà có cây con thì nó đắt tiền, giá tầm vài triệu. Còn những cái giò nhỏ nhỏ gọn gọn thì vài trăm ngàn. Còn những giò to như vậy không có nhiều, chỉ có vài giò thôi các bạn. Lấy số đông thì nó chỉ chọn được có khoảng 5 giò như vậy thôi, chứ không thể nào mà nó nhiều được, tại vì nó mắc tiền, nó cũng không có nhiều. Còn cái loại mà 700-800 á thì nó bè bè, nó thấp vậy đó bạn, nó thấp vậy. Nhưng mà một giò nó cũng nhiều ngọn lắm, nhưng mà nó thấp, nó nhiều ngọn, chúng ta về trồng. Và cái quý chúng ta là được một cái giò ngọc điểm trồng thuần như vậy, trong một cái chậu giả gỗ cũng có thẩm mỹ cao, và chung quanh là bệnh sơ dừa. Đây chúng ta nhìn nè, bệnh sơ dừa nó giữ ẩm tốt. Và trong đây là bỏ vỏ chấu với sơ dừa và phân tan chậm, thì rễ lan nó sẽ bò trong đây nó ăn. Thì chúng ta thấy rễ nó bò ra ngoài cũng không có nhiều các bạn, đa số là nó bò vô trong để nó ăn. Chúng ta có thể quẹo những cái đầu rễ này để vô trong cho nó ăn, thì chúng ta sẽ có được một cái giò lan đẹp. Và đây là một cái giò lan đẹp, xứng đáng thưởng thức để chúng ta chơi. Và giò bông Mai Quy thấy là giò bông cũ nè, đó chúng ta thấy là có những cái giò bông cũ rồi các bạn. Mai Quy quay đó, giò bông cũ đó các bạn. Đây là những giò bông cũ nè, trong nách lá cũ là có giò bông cũ hết. Giò bông mới là Mai Quy thấy nó chỉ mới nứt cửa thôi, chưa nhú ra luôn. Hiện tại bây giờ là tháng 9, nó thành ra là nếu mà nó ra thì thành ra là quá sớm. Đây là những giò bông cũ. Thì năm nay cây này về ra 3 giò là chuyện bình thường. Chào các bạn, có thể nói trong thời gian qua phong trào chơi kiếm rất là vững mạnh và phải nói là rất là bùng nổ. Thì kiếm có nhiều cây rất là mắc tiền, có nhiều cây cũng giá bình dân, có nhiều cây cũng rẻ tiền. Để hòa cùng cái xu thế đó thì trong tháng 9 này, chỉ trong tháng 9 này thôi, thì tất cả các bạn mua đơn hàng trên 500.000 bên công ty Mai Quy mình sẽ tặng cho một củ kiếm, một củ kiếm bất kỳ ở vườn mình. Các bạn sẽ có cơ hội có được cái củ kiếm mà có giá trị, nhiều lúc vườn mình để lẫn lộn ở đâu đó, để các bạn có thể được một cái cây kiếm sưu tầm chơi. Thì Mai Quy sẽ tặng một cây kiếm bất kỳ và không được chọn lựa các bạn ha. Mình sẽ cắt một cái cây kiếm nào đó bất kỳ để tặng các bạn.
không quy đổi thành tiền, không có đổi sang hàng khác hay là tất cả mọi cái, tức là cứ trên 500 ngàn bên công ty mình sẽ tặng một cú kiếm. Còn những đơn hàng đặc biệt trên 2 triệu đồng bên công ty mình sẽ tặng một thân tuyết ngọc, một thân địa lan á, có giá trị bông màu trắng to rất là đẹp, một thân tuyết ngọc đơn hàng trên 2 triệu nha các bạn ha. Đối với các bạn nào mà mua đơn hàng trên 5 triệu bên công ty mình sẽ tặng một cú kiếm vàng, vàng bất kỳ, cứ có màu vàng là bên công ty mình tặng trên 5 triệu. Thì tất cả những cái này sẽ bỏ vào trong đơn hàng chúng ta để chúng ta có được cái khuyến mãi trong tháng 9 và duy nhất tháng 9 này, áp dụng tại vườn, áp dụng mua online, áp dụng mua trên YouTube, mua tất cả các kênh của MyWin. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé. Dạ, cây mình thấy nó rất là khỏe và đẹp, nhìn nó ổn định các bạn ha. Giò lan này khoảng tầm 2 năm nữa thôi thì nó cao cỡ như vậy nè các bạn. Tại năm mới một năm thôi nó cao từ khúc này các bạn nè. Đây. Khúc này khúc mới nè. Tại vì dưới đây là bắt đầu là nó là giò bông cũ đây nè. Dưới đây là giò bông cũ. Từ khúc này là giò bông cũ. Nãy mày quy chỉ đâu đó. Thì khúc này là mới. Thì năm vừa rồi nó lên được 2 4 lên được 8 lá nha các bạn. Lên được 8 lá. Thì năm sau mà trồng khỏe đẹp và ra ăn phân bón nhiều tốt đẹp, mọi chuyện mà thuận lợi hết thì nó lên 8 lá nữa thì nó phải cao thêm một khúc nữa. Thì cái giò này rồi tuyệt vời, chưa kể cây con nó đôn lên. Nó đôn lên nó tạo thành một cái tác phẩm nghệ thuật đẹp luôn. Một cái giò lan đẹp, một cái giò lan xứng đáng để chúng ta chơi. Và với cái chế độ mà độ ẩm như vậy, khỏe mạnh như vậy thì chúng ta sẽ có được những cái lá cây ngọc điểm này, nhưng mà lá chân nó vẫn cứng chắc nè các bạn ha. Mình gờ nè, cứng chắc nha các bạn, cứng chắc nó quan trọng lắm các bạn ơi. Lá là trong rừng nè, tới bây giờ vẫn còn giữ và màu vàng cũ nè, nhưng mà nó rất là chắc và cứng. Và những cái lá mới thì thôi khỏi nói rồi, nó như cái mo vậy đó, nó về cui rồi. Mà chúng ta được cái gì các bạn, ra bông xong có khả năng nó tuột một hai lá cuối nếu mà nó cứng như vậy. Còn thậm chí nhiều lúc nó giữ luôn, nó tuột một lá thôi. Còn cây mà lá mềm nó sẽ tuột 3 lá luôn các bạn. Ra bao nhiêu giò bông là tuột bao nhiêu lá. Ví dụ ra 3 giò bông nó sẽ tuột 3 lá mỗi bên, là coi như tuột 6 lá. Nhưng nếu cây mà nó cứng khỏe và dinh dưỡng đủ như vậy thì ra 3 giò bông nó sẽ tuột mỗi bên một lá là cùng. Đó, nếu chúng ta trồng khỏe như vậy thì nó cái tỷ lệ tuột lá nó gần như không có. Một năm nó tuột 2 lá mà nó ra 8 lá thì các bạn lời 6 lá. Các bạn cứ vậy mà tính tới. Các bạn thấy là chúng ta sẽ lời trồng lan mà ta gọi là lời lá các bạn. Thì khoảng vài năm thôi chúng ta sẽ được một cái giò lan đẹp, khủng, VIP luôn. Và đặc biệt là một lan rừng quý hiếm mà đẹp bông, vừa đẹp lá vừa đẹp thân. Các bạn ha, đó một điều đáng quý khi chúng ta chơi một giò lan. Thì đây là cái giò lan ngọc điểm hồn heo năm thứ hai. Đây là một giò lan khủng, mình quay cái phía sau các bạn coi ha. Đó. Chúng ta treo thì chúng ta nên treo cái hướng phía sau này là hướng tây, còn cái phía mà nãy bề mới vô chúng ta là treo hướng đông để cây nó không bị dặn lá và đặc biệt nó phát triển mạnh theo với cái cũ người ta đã làm rồi, người ta đã treo rồi. Chứ ta treo vặn treo ngược thì nó sẽ bị xây lá là tốn thời gian các bạn ha. Thì ngọc điểm hồn hèo bên công ty MyWin có hai loại, một giò lớn và một loại giò rất lớn. Thì một loại lớn thì vài trăm ngàn thôi, 700-800 thì nó cây nó sẽ thấp vậy thôi, nhưng mà nó nhiều thân, nó cũng một y vậy luôn nhưng mà nó nhiều thân. Còn cái loại mấy triệu như vậy theo MyWin thì nó khoảng tầm 3 triệu vậy đó. Thì cái giá nó có đăng theo cái video nha, tại vì MyWin không quay video không có nhớ giá, mà là nhân viên kỹ thuật sẽ bỏ giá vào trong cái video khi mà video này xuất ra. Nên các bạn coi cái giá theo video, theo cái đăng là giá đúng. Hoặc các bạn có thể theo cái mã số đó vào cái web siêu thị hoa lan.com để chúng ta coi trực tiếp thì cái web size là đúng nhất. Còn cái video có thể đăng cả năm thì có thể thay đổi giá. Đăng một thời gian là giá thì thay đổi, nhưng mà video thì không có sửa. Chỉ sửa giá trên trang web siêu thị hoa lan.com thôi. Nên chúng ta có thể vào trang web siêu thị hoa lan.com vừa đặt hàng mà coi giá chính xác, coi giá đúng này kia để chúng ta biết rõ hơn, hoặc thậm chí còn hàng hay không nữa. Tại vì video này đăng có thể 2 năm sau thì nó đâu còn hàng nữa đâu các bạn ha, thì chúng ta không còn hàng nữa. Thì cái video cái cây này là một dạng cây to khủng,
Nếu chúng ta mua được cây này thì chúng ta chơi là tuyệt vời. Còn không thì chúng ta mua giò mấy trăm ngàn thì chúng ta chơi từ cây nhỏ, chúng ta nuôi lên thì sau này nó cũng sẽ được cái giò khủng thôi. Quan trọng là cái gốc rễ của nó đã tốt rồi thì chúng ta không có gì phải lo lắng hết. Cảm ơn các bạn đã xem video của Mai Quy. Chúng ta thấy yêu thích kênh Mai Quy, chia sẻ những giò lan đẹp, những cây giống đẹp đẹp thì chúng ta có thể like để kênh Mai Quy có nhiều động lực để làm thêm những video khác để giới thiệu những cây lan khác cho chúng ta. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào các bạn nhé. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công và có những giò lan đẹp. Xin chào.